Và giờ đây chúng ta sẽ được lắng nghe lời của Ngài qua tôi tới Chúa là Mục sư Quỳnh Lam Bủ. Xin mời ông. Dạ, xin kính chào toàn thể quý bà chị em một lần nữa. Cảm ơn Chúa. Dạ. Dạ, cảm tạ Chúa. Chào anh em đang xem online cũng như là anh chị em đang ở trong phòng Zoom. Rồi, bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta sẽ tắt cái mic nhé, tắt cái mic của mình. Trước khi nghe lời Chúa thì tôi muốn có một cái lời làm chứng chút xíu. Cảm ơn Chúa là ngày hôm qua thì chúng tôi có một buổi thờ phượng của các mục sư. Đó là thờ phượng để chúng tôi dành riêng cho thời gian vừa thờ phượng và vừa cầu nguyện cầu thai. Cứ mỗi chiều thứ bảy trong cái phòng Zoom chúng tôi có cái buổi thờ phượng cầu nguyện, sẽ nhóm lại thờ phượng Chúa của các mục sư từ lúc 3 giờ chiều cho đến 5 giờ chiều, chỉ có 2 tiếng vào chiều thứ bảy. Nếu bà chị em có tham dự thì chúng ta tham dự vào trong cái phòng Zoom này. Cái mật khẩu đó là 73, 74, 75, 76, 77. Xin lỗi, là cái số phòng. Thì lặp lại, số phòng là 73, 74, 75, 76, 77. Và mật khẩu vào phòng đó là 4 số 9. 9, 9, 9, 9. Là vàng 4 số 9. Nhớ vàng 4 số 9 là chúng ta sẽ vào được cái phòng. Và ngày hôm qua thì trong cái buổi cầu nguyện thì chúng tôi cầu nguyện rất nhiều trường hợp. Có một trường hợp như ở ngoài Phú Quốc thì có chị em cô Mai Dương là người truyền giáo ra ngoài Phú Quốc. Và ngày hôm qua lúc đó có một cái người đến để nhờ chị của cô Mai Dương để bấm huyệt, vì chị của Mai Dương có cái khả năng về bấm huyệt và làm cái nghề đó để cũng làm kế sinh nhai nữa. Thì một cái chị em này đến bị đau cái đốt sống cổ và thoái quá đốt sống cổ và đau lưng. Thì trước khi người chị em này bấm huyệt thì cô Mai Dương mới nói là bây giờ xin mời hội thánh cầu nguyện cho. Thì ngay lúc đó thì cầu nguyện, thì cảm ơn Chúa là vừa cầu nguyện xong thì người chị em nói rằng là lập tức cái cơn đau nó giảm ngay. Đó là điều mà chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa. Cái điều thứ hai là tối hôm qua, sau khi chúng tôi nhóm xong thì một người chị em nhắn cho tôi một cái tin. Đó là cái cô Cúc, em của cô Hồng ở quận 7. Cô Hồng thường đi nhóm thờ vườn Chúa ở tại An Sương này. Thì gia đình này có tất cả là 5 người bị Covid. 5 người bị Covid. Và đã cầu nguyện. Thì cảm ơn Chúa là ngày hôm qua báo tin lại là đã xét nghiệm và âm tính. Và nếu như không có gì thay đổi thì thứ hai hoặc là ngày thứ ba này sẽ xuất viện được trở về. Và cô này, cô em của cô Cúc. Thường thường đó, chúng ta biết cái người bị Covid đó, mà lớn tuổi đó, là rất là khó mà qua khỏi được. Bởi vì nó làm cho cái hệ hô hấp nó bị giảm, khiến cho máu không thể lưu, oxy không thể lưu thông trên máu được, vào máu được. Và nó sẽ bị tắc nghẽn cái động mạch. Và có thể trong thời gian rất là ngắn, có người thì nhập viện vài tiếng thì tử vong, có người thì một ngày, hai ngày, có người thì ba, bốn ngày. Cho nên đối với những người mà bị bệnh nền thì khi mà họ bị mắc Covid là rất là nặng, thậm chí có những người phải thở máy hoặc là can thiệp ECMO. Nhưng mà tạ ơn Chúa là người chị em của chúng ta, em của người này là cô Cúc này, thì mới vừa tin nhận Chúa thôi. Mới vừa tin nhận Chúa khi mà bị bệnh như thế này thì làm chứng. Cô Huyền đã làm chứng và cô này đã tin Chúa. Cảm tạ Chúa, anh em ở trong ban chấp sự hội thánh liên tục thăm hỏi những anh chị em con cái của Chúa. Và một điều nữa cảm tạ Chúa đó là hội thánh của chúng ta dù đợt này giãn cách rất là lâu, hồi năm ngoái đó
thì chúng ta giãn cách chỉ có chưa đầy một tháng là chúng ta đã được gỡ giãn cách và khống chế được dịch. Nhưng mà năm nay thì hôm nay là đã bước qua lần giãn cách thứ 6. À xin lỗi, dần giãn cách thứ 10 chứ hả? Không không, thứ 6. Dạ, mỗi một lần giãn cách như vậy là 2 tuần. Thì lần này là bước qua lần giãn cách thứ 6. Và cái thời gian nó lâu như vậy. Hồi năm ngoái thì chúng ta được những ân nhân Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho chúng ta về vấn đề gạo. Để con cái Chúa, cái gia đình chừng 2 người thì được 10 kg gạo, mà 4 người thì được 20 kg gạo, 25 kg gạo. Và tất cả các thành viên ở trong hội thánh đều được hết. Năm ngoái chúng ta được sự giúp đỡ cho đến khoảng 4 tấn gạo. 4 tấn gạo năm ngoái. Nhưng mà năm nay thì chúng ta không có được sự giúp đỡ đó. Vừa rồi thì chỗ mục sư Trương Văn Lâm thì có giúp đỡ cho mỗi được 15 cái phần gạo với lại nước tương, nước mắm, thì nó cũng không đáng kể là bao. Nhưng mà tôi khi mà tôi liên lạc với anh em ở trong hội thánh thì anh em nói rằng cảm ơn Chúa, mục sư ơi, tụi tôi đã Chúa cũng tiếp trợ, cho nên là về vấn đề cái phần gạo đó nhường cho những cái chỗ khó khăn nhất. Thì cảm ơn Chúa là chúng tôi cũng dùng nó để có thể làm một cái bàn đạp để cho những người quá khó khăn và để hỗ trợ họ vượt qua được cái sự khó khăn này. Tối hôm qua thì tôi nhận được một tin nhắn của một cô ở trong hội thánh. Cô nói rằng cô đã làm chứng được 2 gia đình. Một gia đình thì tin Chúa rồi và họ cũng đang rất là khó khăn. Và một gia đình thì làm chứng rồi nhưng mà chưa tin nhận Chúa. Và cô cũng dự phần để dâng hiến cho những gia đình đó gạo. Cho nên đây là điều mà chúng ta tạ ơn Chúa vì cớ rằng là Chúa đã mở đường để rồi chúng ta có cơ hội để chúng ta phục vụ Chúa. Chúa nói là đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Cho nên chúng ta một lần nữa cảm tạ Chúa về những điều mà Chúa đang làm qua hội thánh của Chúa. Thời Covid này thì ở đâu đâu cũng gặp những số khó khăn, nhưng mà chúng ta thấy một điều rằng có Chúa thì chúng ta có sự bình an. Có Chúa chúng ta có tất cả, có Chúa có sự bình an. Có những nơi thì hai bên đều bị nhiễm Covid hết, nhưng ở giữa thì không bị nhiễm. Hội thánh của Chúa không bị nhiễm. Cũng như ở chỗ trung tâm giải cứu cũng vậy. Hai bên, 4 căn nhà đều bị nhiễm, nhưng mà ở giữa thì không bị nhiễm. Ở Lộc Hưng cũng vậy, kế bên nhà bị nhiễm, nhưng mà Chúa cũng bảo vệ hội thánh của Chúa bình an. Cách chúng tôi đây 2 căn nhà cũng 6 người bị nhiễm, nhưng mà Chúa cũng cho chúng tôi bình an. Chúng ta xin nói một lần nữa, chúng ta không có thách thức, nhưng mà chúng ta luôn luôn ở trong nơi kính mật của trại Ngài thì Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Cảm ơn Chúa. Xin lỗi, có người muốn vào học lời Chúa, nhưng mà để tôi sẽ nhắn cái tin nhắn để cho người ấy. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa với một cái phần kinh thánh. Tôi thiết nghĩ rằng là phần kinh thánh này là phần kinh thánh quen thuộc với chúng ta. Ở trong sách Matthew chương 25. Dạ, dạ được, được cô Mai Dương. Dạ, dạ con xin chào cô. Xin lỗi bà chị em, mà có một cô muốn tiếp nhận Chúa để làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Cô ơi, cô tiếp nhận Chúa có nghĩa là cô tiếp nhận ông trời á. Tụi con thoát cái màn hình xe giùm thầy để cho nhìn thấy cô rõ hơn. Dạ, yeah, con chào cô. Thưa cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, cô 72 tuổi. Dạ, yeah, xin lỗi
Con xin cô cho biết tên của cô để con cầu nguyện cho cô. Cô Nguyễn Thị Tràng. Chắc là cô biết nghe nói về ông trời phải không? Và cô Mai Dương cũng đã giới thiệu cho cô. Và người ta nói rằng là sóng thì gửi, thác thì về, trời kêu ai nấy dạ. Cho nên hôm nay thì trời kêu mình là mình dạ, tức là mình tin Ngài, mình tin nhận Ngài làm Chúa của mình. Thì cô sẽ được tha thứ mọi tội lỗi và linh hồn cô sẽ được sự cứu rỗi. Cho nên mình không còn lo lắng về cái chết mình đi về đâu nữa. Amen. Rồi bây giờ cô cầu nguyện theo con nha, ngắn gọn thôi. Dạ, cô ta nói theo con nè. Kính lạy Đức Chúa Trời. Cô nói theo, dạ cô nói theo lớn lên nè. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Đã dựng nên con. Bấy lâu nay con không có thờ Ngài. Xin Chúa tha lỗi cho con. Và con xin tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, làm cứu Chúa của con. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Con chân thành cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen có nghĩa là con muốn được như vậy hay là con đồng ý như vậy. Dạ, bây giờ cô không cần phải nói theo nữa. Dạ, chúng xin Hội Thánh cùng hiệp ý chúng ta cầu nguyện cho cô Tràng ha. Thưa Cha, con cảm ơn Cha vì Cha là Chúa của chúng con, là Chúa của cả trời đất vũ trụ này. Ngài dựng nên con người thật đáng sợ lạ lùng và Ngài đã dựng nên chúng con, trong đó có cô Tràng. Cảm ơn Chúa, hôm nay cô đã nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Và ngay giờ phút này, tôi quở trách tất cả quyền lực của sự tối tăm. Tội lỗi của tổ phụ, hậu quả của nó không có quyền ở trên đời sống cô Tràng. Cũng như những hậu quả trong những giao ước mà cô đã thiết lập với thần tượng, với ma quỷ, với sự chết, bẻ gãy ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu. Và tôi tuyên bố cô Tràng được tự do, cô được chữa lành, cô được tự do, cô được giải phóng. Và cô là con của Đức Chúa Trời. Cô bây giờ là thờ trời, không còn thờ những hình tượng hư không, không còn thờ hình tượng ma quỷ nữa, mà trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Con cảm tạ Chúa. Con dâng đời sống của cô. Và Chúa nói rằng một người tin cả nhà được cứu. Xin Chúa hành động qua cô để gia đình của cô, người thân của cô cũng biết về Chúa và được sự cứu rỗi. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cùng nhau dâng lên Cha lòng biết ơn và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Rồi, cảm ơn Chúa. Dạ, rất là vui. Dạ. Dạ rồi, rồi xin chào chào cô Tràng, chào cô Mai Dương nha. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta sẽ ngắt cái mic của mình nha. Chúng ta tắt cái micro trong cái máy của mình đó. Để nó không có bị tiếng ồn ha. Xin Hội Thánh chúng ta cùng mở ra lời Chúa ở trong Matthew chương 25 từ câu 1 cho đến câu số 13. Matthew 25 từ câu 1 cho đến câu 13. Chúng ta cùng lắng nghe. Xin mời Thiên Ái đọc phần Kinh Thánh này. Matthew chương 25 câu 1 cho đến câu số 13. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người đồng trinh, 10 người nữ đồng trinh kia cầm đề đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, xong người khôn thì cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng: kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sửa soạn đèn mình.
Các người dạy nói với các người khôn rằng xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chẳng lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy thức tỉnh vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. À, xin cảm ơn con. Chủ đề tôi chia sẻ với Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là sẵn sàng đón Chúa. Trong cái mạch văn của Matthew đoạn 25 thì đang nói về một cái lễ cưới. Theo cái phong tục của người Do Thái thì cái 10 người nữ đồng trinh này là hình ảnh của những cái người phụ dâu để rước chàng rể và cô dâu để đi vào mừng tiệc cưới. Chúng ta biết Matthew chương 24 là nói về cái điềm tận thế, xin lỗi, về sự Chúa đến và điềm tận thế, tức là hai giai đoạn. Là cái sự Chúa đến lần thứ nhất là ngài đón tiếp hội thánh đi, và cái điềm tận thế đó là cái ngày chung cuộc để thiết lập 1000 năm bình an. Hội thánh sẽ không ở trong cái thời đại nạn, nhưng hội thánh sẽ được rước đi trước đại nạn. Trong những ngày gần đây, chúng ta đọc ở trên mạng, chúng ta nghe nhiều cái tin tức, và họ nói rằng về dấu hiệu 666 hay là dấu hiệu con thú. Thưa anh chị em, dấu hiệu con thú nó sẽ rõ ràng lắm. Nó không phải như là cái sự mơ hồ như chúng ta tưởng trong những ngày qua đâu. Và dấu hiệu con thú đó là xảy ra trong thời gian đại nạn, có nghĩa là hội thánh được cất đi, chứ không phải là trong cái thời mà hội thánh còn ở dưới đất. Một khi mà chúng ta thấy rằng là mình còn ở dưới đất, có nghĩa là mình chưa được cất đi. À, cho nên chúng ta không có hoang mang. Nhưng mà đây, những cái điều xảy ra, động đất, đói kém, dịch lệ, chiến tranh, những điều này Kinh Thánh gọi là cơn đau chuyển dạ, hay là đầu sự tai hại mà thôi. Cho nên tôi và anh chị em hãy tin quyết chờ đợi cái ngày mà Chúa của chúng ta quang lâm. Chúa quang lâm là Ngài sẽ cùng dùng đại quyền, đại vinh của Ngài cùng hội thánh trở lại. Nhưng mà Chúa sẽ cất hội thánh trước đại nạn. Và hội thánh của Chúa là nàng dâu thật là tuyệt vời cùng với chàng rể đi vào trong tiệc cưới. Cho nên tại nơi trong thời điểm này thì xin đừng lan truyền những cái thông tin không chính xác để gây cái sự hoang mang đối với dân của Chúa. Có một người ngày xưa đã từng học cùng một cái khóa với tôi, và bây giờ cái anh này đang ở Mỹ. Và anh giảng và anh nói lời tiên tri, anh nói rằng Chúa tái lâm. Và nhiều người bắt đầu họ bán nhà, bán tiệm nail, bán này bán kia đủ thứ, chờ đợi cái ngày Chúa tái lâm. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói rất rõ chúng ta rằng ở trong câu 36 đoạn 24, về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời cũng vậy. Thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Như vậy đừng bao giờ chúng ta đưa ra một cái ngày nào để rằng là nói rằng Chúa ngài sẽ trở lại. Vì Chúa đến một rất rất là thình lình. Ngài, nhưng mà chúng ta không phải là người bị thình lình, tại vì chúng ta là con của sự sáng. Chắc chắn 100% những người tin nhận Chúa Giêsu thật, những người có dấu hiệu của Thánh Linh, thì những người đó sẽ là người nghe được tiếng kèn của Chúa và chúng ta sẽ được cất lên. Dẫu chúng ta có chết rồi thì Chúa cũng biến hóa thân thể đó để thân thể nó được cất lên với Chúa. Cho nên một lần nữa tôi nói với chị em rằng đây là những cái điều xảy ra bây giờ, đó chẳng qua là cơn đau chuyển dạ hay là đầu sự tai hại. Chúng ta đừng phao tin để rồi dân sự của Chúa không hiểu. Có người đi bán tháo bán đổ nhà cửa xe cộ đủ thứ hết, bỏ công ăn việc làm nói chờ Chúa tái lâm. Thưa, không phải. Chúng ta sẽ học phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ hiểu được. Bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt ở trong phần Kinh Thánh này. Chúng ta thấy ở đây là có tất cả là 10 người nữ đồng trinh. Chúa nói rằng là đây là cái ví dụ như là nước thiên đàng, nó giống như vậy đó. Cái thời đại, cái vương quốc thiên đàng của Chúa nó giống như vậy. Đó là có 10 người nữ đồng trinh kia đi cầm đèn đi rước chàng rể. Khi nói về người nữ đồng trinh là chúng ta hiểu một điều, đó là người nữ này chưa biết người nam nào. Nói một cách khác, những người nữ đồng trinh này là những người mà họ chưa lấy chồng nè, và họ có một cái đời sống trinh tiết, họ có một đời sống đúng đắn,
Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại trong đây có 5 người dạy và 5 người khôn. Đều là nữ đồng trinh, nhưng mà là 5 người dạy và 5 người khôn. Đặc điểm của những người dạy và những người khôn như thế nào? Chúng ta xem câu số 3. Người dạy khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu trong bình mình. Và đây là cái sắc khác biệt. Đôi khi cái nhìn bề ngoài chúng ta thấy rằng hai nhóm người này đều giống nhau. Họ đều là đồng trinh, họ đều ăn mặc đẹp và họ đều có cái cây đèn. Mục đích của cái đèn là để mà soi sáng, để biết, để đi, để nhìn thấy đường mà đi. Nhưng mà tại đây thì 5 người dạy thì có đèn. Kinh Thánh nói là gì? 5 người dạy khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình, còn người khôn thì có dầu ở trong bình mình. Nói cách khác, người dạy không có dầu ở bên trong, còn người khôn thì có dầu ở bên trong. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì dầu là chỉ về Thánh Linh. Vậy tại sao lại có người đồng trinh mà lại không có dầu? Phao-lô cũng đã từng nói về điều này, là có những người gọi là giáo sư giả, hay là có những người là tín đồ giả. Có nghĩa là bề ngoài của họ nhìn thấy rất đẹp, nhưng mà không có cái sự ấn chứng ở bên trong, không có dầu ở bên trong. Dầu ở đây có hai nghĩa. Một nghĩa nói về Thánh Linh, và một nghĩa nói là dầu quý giá. Ở trong Cựu Ước có một cái loại dầu, dầu thánh. Thì cái dầu đó là nói về lời quyền năng của Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta thấy là sẽ có cái dấu hiệu mà chính Chúa sẽ nhìn thấy nó, nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta không nhìn thấy. Người khôn thì đem dầu theo trong bình mình, tức là bình trong cái đèn của họ có cái bình ở dưới, nó luôn luôn nó có dầu. Câu số 5. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thái thải đều buồn ngủ và ngủ gục. Dạ, chúng ta thấy ở đây đó là chàng rể đến trễ. Chàng rể đến trễ nó là điều tốt hay là điều xấu? Nếu một người tin kính Chúa, một người mà sẵn sàng, nếu giả sử những người này là người đồng trinh để chờ chàng rể, mà cái người này đã sẵn sàng rồi thì rất mong chàng rể đến. Như sứ đồ Phao-lô nói ở trong Ti-mô-thê thứ 2 chương 4 câu số 8 như thế này: hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Nhưng mà cái người công chính, cái người mà tin nhận Chúa thì luôn luôn khao khát mong chờ Chúa đến. Anh chị em biết không, tôi nghe rất nhiều người nói, cũng như những tin nhắn gửi đến, và nói rằng trong cái thời này, nếu mà Chúa ơi giật nó khổ quá, hoàn cảnh nó khổ quá, thì xin Chúa Ngài đến sớm sớm. Nếu cái người tin nhận Chúa thì luôn luôn mong ước mình mau gặp Ngài. Nếu cô gái đồng trinh yêu mến chàng rể thì mong ước chàng rể đến sớm, chứ chẳng bao giờ mong ước chàng rể đến trễ. Có đúng không ạ? Và cái từ đến trễ thì nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa đến trễ so với cái người tin Chúa, tin kính Chúa, và cái người không tin kính Chúa nó khác nhau. Cái người tin kính Chúa mà nếu chàng rể đến trễ là cơ hội. Như ở trong Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9. Phi-e-rơ 2 chương 3 câu 9 nói rằng là Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng mà Ngài lấy lòng nhịn nhục, Ngài chờ đợi để cho mọi người được cứu. Ngài chờ đợi mọi người để mọi người đều ăn năn. Đó là cái tâm tình của một người yêu mến Chúa. Đôi khi trong gia tộc của chúng ta, người thân của chúng ta chưa tin nhận Chúa,
Và quý bà chị em tin nhận Chúa rồi, chúng ta nếm được đạo lành rồi, chúng ta nếm được sự ban cho từ trời rồi, chúng ta nếm được sự bình an rồi, chúng ta nếm được sự vui mừng rồi, thì chúng ta lại mong ước tất cả gia đình của mình, con cái của mình đều tin nhận Chúa. Có phải không bà chị em? Nếu chúng ta được cứu trong khi người thân của chúng ta thì chơi với và không có làm thế nào để được cứu. Mà tôi thiết nghĩ rằng đó là sự đau đớn nhất của những người đã yêu mến Chúa, tin kính Chúa. Mà nếu chẳng để đến sớm thì mất cái cơ hội để họ làm chứng về Chúa. Ý nghĩa thứ hai về sự chẳng để đến trễ đối với người chưa tin Chúa, hay là người tin Chúa không quyết, không có xác quyết, hoặc là không có dầu ở trong bình của mình, tức là không có sự ấn chứng của Thánh Linh, thì người này sẽ là cũng là cơ hội nữa, là cơ hội để hưởng thụ, cơ hội để vui chơi. Điều này được Chúa cũng đã nói ở trong Matthew đoạn 24. Có hai loại đầy tớ trung tín và khôn ngoan, và đầy, hay nói cách khác, đầy tớ tốt và đầy tớ xấu. Đầy tớ trung tín và khôn ngoan gọi là đầy tớ tốt, cho đồ ăn đúng giờ. Và Chúa nói gì? Phước cho kẻ đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Nhưng mà đầy tớ xấu thì sao? Từ câu 47 trở đi, quả thật tôi nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy cai sóc, coi sóc cả gia tài. Nếu trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta chậm đến, bèn đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường say rượu, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Như vậy cơ hội cho người này cũng là cơ hội cho người kia. Cơ hội cho người này để cứu người, nhưng cơ hội cho người kia là để hưởng thụ. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy điều đó. Thế gian ngày hôm nay chúng ta thấy họ đang rúng động bởi vì một cái đại dịch. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được rằng trong thời đại chúng ta đang sống đây là đối diện một cái đại dịch. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng trong thời chúng ta đang sống thời hòa bình này, nhưng mà còn hơn cả thời chiến tranh. Nhưng nó sẽ là cơ hội để chúng ta rao truyền phúc âm, và cũng là cơ hội của những người không có đời sống tin kính, họ thích hưởng thụ. Như vậy cái sự đến trễ của chàng rể, nó lại là điều có cơ hội cả. Nếu chúng ta là người yêu mến Đức Chúa Trời thì dầu thế nào đi chăng nữa, như Sư Phaolô nói, mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. Chúng tôi tận dụng trong những ngày này để trang bị cho chính mình, cho dẫu ngày mai Chúa trở lại, thì ngày hôm nay chúng tôi cũng trang bị cho chính mình, và chúng tôi có cơ hội để có thể chia sẻ lời Chúa cho người khác. Tôi đang có một cái thách thức cho con dân của Chúa trong 14 ngày giãn cách này. Nếu ai là người hầu vì Chúa, hãy bước vào trong sự thách thức với chúng tôi, bắt đầu từ ngày hôm nay, là đọc trọn bộ Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Quyền một lần trong vòng 14 ngày. Tại vì nếu chúng ta không có đi làm, ở nhà chúng ta thường hay lướt Facebook, chúng ta coi bắt đầu YouTube, chúng ta coi đủ cái tin nhắn. Và tôi nói với tất cả anh chị em, đừng bao giờ nhắn những cái tin tiêu cực vào trong cái group của Hội Thánh nữa. Bởi vì sao? Chúng ta không cần nó. Chúng ta cần lời Chúa, cần sự lời sự sống. Chúng ta cần cái sự cầu thai. Nếu có nan đề gì anh em nhắn vào, chúng tôi sẽ cầu thai. Nhưng đừng nhắn vào trong cái group của Hội Thánh, bữa nay bao nhiêu ca, ngày nọ bao nhiêu ca. Trước đây tôi đã làm như vậy, nhưng mà tôi thấy là những cái điều đó làm cho người ta hoang mang, làm cho người ta sợ hãi. Có một người chị em cũng điều trị Covid, người này ở bên nhà thờ truyền thống mà chúng tôi có chăm sóc, thì chúng tôi cầu nguyện mà chị em này đang bình phục rất là khỏe mạnh. Thình lình một người anh em khác cũng trong nhà thờ truyền thống đến thăm và nói bữa nay ở đây có người chết, ôi bao nhiêu ca chết rồi, bao nhiêu người này vừa đi ra khỏi thì cái người chị em làm mệt trở lại và không đi nổi luôn, nằm trên giường không đi nổi luôn. Tại vì lời của chúng ta nói ra, nó sẽ đem đến đức tin. Đức tin mạnh mẽ đó là chúng ta nói những lời tích cực, nhưng mà chúng ta nói những lời tiêu cực, nói những lời thối lui, nói những cái lời gian ác, thì sao? Nó khiến cho đức tin người ta trở nên tiêu cực và sự sợ hãi xâm chiếm, mở cửa ma quỷ có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí của họ. Cho nên một lần nữa tôi nói cho em rằng, nếu ai là người khao khát lời Chúa, khao khát sự hiện đến của Chúa, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian mà chúng tôi nói rằng đây là thời gian mà chúng ta gọi là làm mới lại, làm tươi mới lại tâm linh của chúng ta. Đừng bỏ thời gian một cách uổng phí. Và chúng tôi quy ước rằng là hãy tìm một hoặc tối đa là hai người, tức là trong cái nhóm là hai người hoặc là tối đa là ba người.
cùng nhau đọc Kinh Thánh. Người này đọc một phần, người kia đọc một phần, đọc xoay chuyển như vậy cho đến khi kết thúc cái cuốn Kinh Thánh của chúng ta. Tôi đã từng đọc trong vòng 2 tuần lễ hết quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh có 1189 chương hay là đoạn đó. Thì có những cái chương rất là ngắn, nhưng có những chương dài. Nếu chúng ta đọc trong vòng 10 ngày thì mỗi một ngày chúng ta sẽ đọc là 119 đoạn. Thì chúng ta đọc trong vòng 10 ngày chúng ta sẽ hết. Nếu chúng ta đọc trong 14 ngày thì mỗi ngày chúng ta phải đọc là từ 80 đoạn thì nó sẽ hết. Và bình quân một tiếng đồng hồ chúng ta có thể đọc từ 10 cho đến 20 đoạn. Như vậy nếu 80 chương trong một ngày thì anh chị em đọc khoảng 4 tiếng là hết 80 chương. Với tốc độ bình thường, không phải tốc độ quá nhanh. Và cái gói thứ hai mà chúng tôi nói đó là dành cho những tân tín con cái của Chúa bình thường. Anh chị em có thể đọc hết Tân Ước, sách Sáng Thế Ký, Thi Thiên và Châm Ngôn. Có nghĩa là trong Cựu Ước đọc 3 sách, còn Tân Ước thì đọc hết tất cả là 27 sách. Như vậy thì trong 10 ngày là một điều rất là dễ so với chúng ta. Nếu ai giỏi chỉ cần 5 ngày hoặc 7 ngày là đã xong hết phần Kinh Thánh này. Cho nên tràn trễ đến trễ là cơ hội. Tràn trễ đến trễ là cơ hội cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. Và tràn trễ đến trễ là cơ hội cho những ai khao khát để đem phúc âm của Chúa cho người khác, để họ cũng nhận được sự cứu rỗi như chúng ta. Chúng ta tiếp theo. Trong khi tràn trễ đến trễ thì điều gì xảy ra? Cái điều thứ hai tràn trễ đến trễ đó là các nàng đều buồn ngủ và ngủ gục. Cái điều thứ hai đó là khi chàng trẻ đến trễ thì họ chờ và họ buồn ngủ và họ ngủ gục. Cái buồn ngủ là chuyện bình thường, đó là nhu cầu của tất cả chúng ta. Nhưng mà ngủ gục có nghĩa là sự mòn mỏi. Họ mòn mỏi. Tôi tin một điều rằng nếu cái ngày hôn lễ thì cô dâu khó mà ngủ được. Có phải không? Đang chờ đợi, đang thấp thỏm, mong chờ không biết giờ này ảnh tới đâu rồi. Không thể nào cô dâu không thể nào ngủ gục được. Bởi vì cô dâu chờ đợi để chàng rể để đón mình về và cùng hiệp một với chàng rể. Cho nên tại nơi đây chúng ta thấy rằng tất cả các nàng đều buồn ngủ và ngủ gục. Chúa Giêsu, xin lỗi, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở cho chúng ta về điều này. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng hãy tỉnh thức. Ở trong đoạn Ma-thi-ơ 24 câu 42, vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Đó là sự nhắc nhở của Chúa Giêsu. Và sứ đồ Phao-lô thì nhắc nhở ở trong Ê-phê-sô chương 5 câu 14, cho nên có chép rằng ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết. Cái từ đám người chết ở đây trong nguyên nghĩa có nghĩa là không hoạt động, hay là trạng thái không hoạt động, không sanh sản, không kết quả. Như vậy trong chúng ta, giữa chúng ta có đám người chết không? Đám người chết ở đây Chúa không nói về thế gian. Nhưng mà đám người chết này là những người vẫn tin Chúa, vẫn đi thờ phượng Chúa, vẫn làm tất cả những cái thủ tục. Nhưng mà tại sao họ ở trạng thái không hoạt động, không sanh sản, không kết quả? Đây là điều cảnh báo cho chúng ta trong thời kỳ cuối. Bởi vì thời kỳ cuối thì sao? Người ta rất là dễ lười nhác, hoặc là người ta sẽ không có tấm lòng sốt sắng. Sứ đồ Phao-lô đã cảnh tỉnh cho chúng ta ở trong Hê-bơ-rơ chương 10 câu 25. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như cái quen làm. Hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Cho nên anh chị em thấy ở đây sự nhắc nhở là ngươi đang ngủ hãy thức, hãy vung dậy khỏi đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng. Nếu chúng ta cảm thấy trạng thái thuộc linh của tôi và chị em đang ngủ, tức là chúng ta ngủ mê ở trong một cái điều gì đó. Có người ngủ mê ở trong chiến thắng, có người ngủ mê
ở trong cái việc đam mê đời này, có người ngủ mê vì cớ rằng là họ trông chờ mòn mỏi. Và Chúa nói hãy thức, hãy vung dậy từ trong đám người chết, thì Chúa sẽ chiếu sáng chúng ta. Có lĩnh vực ở trong tâm trí của chúng ta, trong cái thuộc linh của chúng ta đang ngủ mê một cái điều gì đó, mà chúng ta không có tỉnh thức với Chúa. Chúng ta đang say đắm một cái điều gì đó hơn cả Chúa. Thì anh chị em ơi, qua bài học này xin Chúa giúp đỡ cho tôi và chị em, hãy trỗi dậy. Chúa kêu hãy thức và hãy vùng dậy. Cái trạng thái người thức là gì? Đó là người có thể nhận biết những gì xung quanh nhưng chưa trỗi dậy, chưa bước xuống giường của mình. Thì đó là trạng thái thức. Và trạng thái thức đó chưa phải là sẵn sàng. Cái người sẵn sàng là người đã bước xuống khỏi cái giường của mình. Đó là trỗi dậy khỏi cái nơi mà mình nằm ngủ. Thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng chúng ta. Ngài làm cho tâm linh chúng ta trở nên tươi mới, phục hồi lại. Có người bị ngủ mê ở trong sự tổn thương và cay đắng. Họ bị lẫn quẩn ở trong đồng vắng và họ không ra khỏi. Có người bị ngủ mê vì cớ đam mê của cải đời này. Thậm chí họ bỏ qua tất cả mọi sự nhóm lại, để họ sẽ đi tìm kiếm những cái giá trị tạm thời, không phải là giá trị đời đời. Và chính điều đó khiến cho chúng ta sẽ không được Chúa Ngài chiếu sáng lên trên cuộc đời của chúng ta. Trong lúc các nàng ngủ mê, điều gì xảy ra? Chàng rệ đến. Chúng ta trở lại ở Matthew đoạn 25 câu số 6. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa chàng rệ đến, hãy đi ra rước người. Có tiếng kêu. Tiếng kêu đây là cái tiếng cảnh báo, nhắc nhở. Chúng ta sẽ có rất nhiều cái tiếng kêu. Chúng ta có tiếng của kèn của Chúa, tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái tiếng kêu đây là của những người lo tiệc cưới. Tiếng kêu đây là những người đầy tớ, những người giúp đỡ. Tiếng kêu đây là của những người đang rao giảng tin lành, đang rao giảng phúc âm trong bà chị em, đang rao giảng lời của Đức Chúa Trời trong bà chị em. Tiếng kêu đây cũng là tiếng ngày hôm nay tôi cùng nói bà chị em rằng, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi chàng rể đến. Tiếng kêu đây là cái tiếng nhắc nhở, tiếng đánh thức chúng ta dậy, để rồi chúng ta có thể đón chàng rể của mình. Câu số 7 ghi như thế này: các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả. Cả 10 người đều thức dậy. Nhưng mà thưa bà chị em, họ thức dậy nhưng mà chuyện gì xảy ra cho 10 người nữ này? Chúng ta xem người dạy phản ứng như thế nào. Các người dạy nói với người khôn rằng, xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt. Như vậy anh chị em thấy rằng cả người dạy và người khôn thì đèn đều cháy. Nhưng mà cái người dạy thì đèn nó không có dầu, cho nên nó cháy nhưng mà nó cháy leo lét. Họ phải có đèn để đi rước chàng rể. Và cái dấu hiệu để chàng rể nhận biết những người đi rước chàng rể này, đó là đèn. Nhưng mà tiếc thay là người dạy, họ chắc tôi nghĩ rằng họ có một chút dầu, hay là như thế nào mà là họ không, đèn họ không cháy được. Tại nơi đây chúng ta thấy có một cái ý nghĩa cho chúng ta, đó là sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị. Có những trường hợp chúng ta cần phải chuẩn bị từ đầu cho đến khi đến cuối cùng. Ví dụ trường hợp của những người học để mà đi thi, thì họ phải có một cái chặng đường dài để họ học, để họ tiếp thu kiến thức, rồi đến ngày thi thì họ sẽ thi. Không thể nào chúng ta không có chuẩn bị kiến thức gì cả mà đến ngày thi chúng ta cầm bút và chúng ta đi thi và nói rằng chúng ta sẽ thi đậu. Cho nên trong cái mạch văn của đoạn kinh thánh này cho chúng ta có một, nhắc nhở chúng ta một cái sự tỉnh thức, một cái sự chuẩn bị. Không phải đợi đến nước tới chôn thì chúng ta mới nhảy. Những người dạy này họ ỷ lại để họ có thể mua được dầu, hay là xin dầu của người khác. Những người khôn thì nói như thế nào? Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị, thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Kính thưa quý bà chị em, dầu trong bình
chỉ đủ cho mỗi người mà thôi. Dầu mà Chúa Ngài cho trong tôi và anh chị em chỉ đủ cho tôi, chỉ đủ cho những ai tiếp nhận Ngài chân thật, thì chúng ta sẽ có dầu của Chúa ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Và hãy nhớ, dầu chỉ đủ cho cái bình của chúng ta. Chúng ta không thể san sẻ dầu cho người khác được. Sự cứu rỗi cũng vậy. Chúa nói như thế nào? Linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì chết. Nhưng ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và ai nhận Chúa thì người được sống đời đời. Cha tin Chúa không cứu được con của mình, nhưng là cơ hội để con của mình tin nhận Chúa. Chồng được cứu không có thể cứu vợ mình, nhưng mà nhân vì chồng được cứu để vợ có cơ hội để tin nhận Chúa. Ở trong Matthew chương 24 thì Chúa Giêsu đã cảnh báo trong cái thời nước lục thì như thế nào. Chúng ta xem, tôi xin đọc câu số 10. Xong khi họ đang mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Đây cũng là một cái điều cảnh báo mà Chúa Giêsu cảnh báo trong Matthew chương 24 câu 37 trở đi. Trong đời Noe thể nào khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày nước lục người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lục tới mà đùa đi đem hết thải. Khi con người đến cũng giống như vậy. Câu 40. Lúc ấy có hai người nam ở trong đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Và có hai người nữ say cối, một người được đem đi, một người bị để lại. Chúa nói là cái thời mà Noe đó, Noe đã giảng phúc âm cho những người thời lúc bấy giờ, nhưng họ cười nhạo Noe. Và cho tới khi mưa xuống, tôi thiết nghĩ họ vui mừng lắm vì mưa xuống. Nhưng mà mưa ngày này qua ngày kia liên tục và nước dâng lên. Lúc bấy giờ Noe và gia đình ông đã vào tàu và Chúa đã đưa những con vật, từng vật không sạch thì là một cặp, còn vật sạch thì là 7 cặp để vào trong tàu. Và lúc nước dâng lên họ chạy lên trên đỉnh núi. Lúc bấy giờ thì sao? Họ đập cửa. Noe ơi, Noe ơi, mở cửa ra. Và Noe nói như thế nào anh chị em? Không, không mở được. Tại vì Đức Chúa Trời đóng cửa rồi. Noe không là người có quyền đóng cửa. Noe chỉ là chuẩn bị. Noe rao báo, Noe chuẩn bị. Và Noe đưa những người trong gia đình của mình và các súc vật vào trong tàu. Và khi đã vào đủ thì Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời đóng cửa lại. Đức Chúa Trời đóng cửa lại thì không ai có quyền mở. Ở đây cũng vậy thưa chị em. Những người khôn đã chuẩn bị dầu ở trong bình của mình. Khi chàng rể đến thì họ thắp đèn lên và họ đi vào trong tiệc cưới. Còn những người dại thì sao? Xin dầu của người khôn, nhưng người khôn nói không đủ cho chị đó, cho chúng tôi đâu. Tôi e rằng chỉ đủ cho chúng tôi thôi, không đủ cho các chị đâu. Thôi các chị hãy đi đến cái nơi bán dầu. Họ chạy đi mua. Tôi đố bà chị em, những người dại này biết cái nơi bán dầu không? Thế bà chị em nghĩ thì biết không ạ? Họ biết cái nơi bán dầu không ạ? Biết. Nhưng mà một lý do gì đó, họ đã không mua dầu, không chuẩn bị dầu ở trong mình của mình. Chúa đã cùng từng cảnh báo qua tiên tri Ê-sai chương thứ 55 câu 1, câu 2 ghi như thế này. Hỡi kẻ nào khác, hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao có ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao có ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và linh hồn các ngươi sẽ vui thích trong của béo. Chúa khích lệ là hãy đến suối nước để uống. Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Tại sao không có tiền mà mua? Tôi nói mà chị em, mua dầu thì không cần phải tốn tiền. Thế chúng ta mua dầu bằng cái gì? Chúng ta mua dầu bằng đức tin của mình. Chúng ta mua dầu bằng cái thời gian để dành cho Chúa. Chúng ta mua dầu để dành thời gian để ngồi với Chúa. Chúng ta mua dầu qua cái phương cách dành thời gian để ngồi với lời của Đức Chúa Trời.
Và nếu chúng ta không có thời gian cho Chúa và cho lời của Đức Chúa Trời thì dầu cũng sẽ không có trong mình cũng bà chị em đâu. Lúc đó chúng ta chạy đi mua. Chúng ta biết có nơi sức dầu, chúng ta biết có nơi có dầu. Nhưng mà lúc bấy giờ sao? Bởi vì người bán dầu cũng được đi rồi. Trong Hebrew đoạn 1 câu 1 nói rằng từ đời xưa Chúa đã phán bảo tổ phụ chúng ta bằng nhiều lần nhiều cách. Cái sự cảnh báo về sự trở lại của Chúa không phải mới đây. Nó đã có trong Kinh Thánh. Nó đã có cái, trong cái bức thư tình yêu mà Chúa đã gửi cho hội thánh. Nhưng mà chúng ta dành thời gian cho cái người tình cũ hơn là chúng ta dành thời gian cho tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Có nhiều người đang sống với cái người yêu thực tại, người chồng của mình, nhưng mà tâm trí thì mơ tưởng với cái người yêu cũ của mình. Dân Israel đã cùng đi với Chúa, được sự dẫn dắt của Môi-se để vào trong đất hứa. Nhưng mà trên đường đi, họ nhìn thấy có những cái trận mạc, họ nhìn thấy sa mạc, họ nhìn thấy những cái sự khô hạn. Kinh Thánh ghi là gì? Họ đi giữa đường, họ ngã lòng. Và họ nổi loạn với lại Môi-se. Họ nói rằng chúng tôi gớm ghê thứ đồ ăn đạm bạc này, hãy cho chúng tôi trở về Ai Cập, tại đó chúng tôi nhớ dưa hành cũ kiệu lắm. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng chúng ta, Ngài yêu mến chúng ta đến nỗi ghen tương. Chúng tôi khi bắt đầu chúng tôi đọc Kinh Thánh, chúng tôi đọc một cách rất là say mê. Chúng tôi có thể ngồi hàng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng để đọc Kinh Thánh. Có thể nó mỏi lưng một chút, nhưng không sao, chỉ cần ngả lưng ra một chút xíu thôi là có thể ngồi dậy đọc Kinh Thánh tiếp được. Nếu chúng ta yêu và chúng ta chờ đợi cái người yêu của mình, thì tôi chắc chắn một điều rằng không một người nào yêu thật mà lại không đọc cái lá thư tình mà người yêu mình gửi cho mình. Bởi vì trong đó đầy dẫy những tâm tư, đầy dẫy những lời hứa, đầy dẫy sự nhớ nhung, đầy dẫy sự yêu thương đang muốn tuôn tràn để cho người mình yêu được sự ấm lòng trong lúc chờ đợi lễ cưới. Kinh Thánh nói rằng họ đang đi mua thì sao? Chàng rể đợi. Họ đang đi mua thì chàng rể đến. Thương bà chị em, tôi và chị em có thể chúng ta đang có một lòng nhiệt quyết ở trong Chúa. Tôi khích lệ bà chị em hãy giữ lửa này liên tục ở trên đời sống của chúng ta. Đừng để cho nó tắt đi. Lúc bây giờ chúng ta đi mua dầu thì là không có. Đây chính là một cái thái độ của sự chuẩn bị cho một người chờ đợi chàng rể đến. Cái kết quả là gì chị em? Khi họ đang đi thì chàng rể đến. Và những người mà có dầu ở trong bình của mình thì những người này đi vào trong tiệc cưới. Cửa đóng lại. Chúng ta thử hình dung một hình ảnh. Họ đang chờ chàng rể. Họ chờ mỏi mòn chàng rể đến nỗi họ ngủ gục. Họ có yêu chàng rể. Họ mong ước được gặp chàng rể nhưng mà họ không có một đời sống chuẩn bị. Có nhiều cái sự đam mê của thế gian này khiến cho chúng ta không nhớ đến Chúa. Có những thú vui của thế gian này mà khiến chúng ta không nhớ đến tình yêu của Ngài, đến lời của Ngài. Hội thánh Ê-phê-sô, Chúa đã cảnh báo: ta biết ngươi, ta biết công việc của ngươi, ta biết ngươi làm tất cả mọi điều vì danh của ta. Nhưng có một điều ta trách ngươi thôi, đó là ngươi đã đánh mất cái tình yêu ban đầu. Xin Chúa cho chúng ta được tỉnh thức trong ngày hôm nay. Bởi vì nếu như chúng ta không có sự chuẩn bị thì khi chàng rể đến, chúng ta trở nên bị bất ngờ và chúng ta không thể nào vào trong tiệc cưới được vì cửa đóng lại. Và chúng ta xem tiếp câu 11. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng:
Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Câu này đau quá ông bà chị em, phải không ạ? Bao nhiêu thời gian chờ đợi chàng rể, nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Ta không biết các ngươi đâu. Vậy thì làm sao để Chúa có thể biết chúng ta? Lời Chúa ở trong Matthew chương 7 câu 21. Matthew chương 7 câu 21 ghi như thế này: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Đây là cái dấu hiệu để có thể Chúa nhận biết chúng ta. Những người không làm theo ý muốn của Chúa thì Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Câu 23: khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng nó rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Những người này họ có làm công việc Chúa không? Có. Họ nói tôi từng nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa làm phép lạ. Họ nói ra những công trạng của họ, nhưng Chúa nói ta không biết ngươi, vì ngươi làm gian ác, hãy lui ra khỏi ta, ta không biết ngươi bao giờ. Như vậy Chúa nhận biết chúng ta có một cái dấu hiệu để nhận biết. Tại cái trong Matthew đoạn 25 này thì cái dấu hiệu nhận biết đó là cái người nữ đồng trinh này, cái bình của họ có dầu và nó sáng. Đó là dấu hiệu. Và trong Matthew đoạn 7 thì Chúa Giêsu nói là gì? Đó là người làm theo ý Chúa. Làm theo ý Chúa thì Chúa sẽ nhận biết, còn không làm theo ý Chúa thì Chúa không nhận biết. Vậy thì ý Chúa là gì? Chúng ta có quá nhiều ý Chúa ở trong Kinh Thánh, nhưng miệng của Chúa Giêsu đã từng nói về ý của Ngài. Chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 6 câu 40. Tin Lành Giăng đoạn 6 câu 40. Đây là ý của cha ta: phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Kinh Thánh khẳng định là gì? Đây là ý muốn của cha ta, đó là nhìn con và tin con. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Chúng ta cần phải tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình, giống như là cô Tràng hồi nãy khi chúng ta đã cầu nguyện cho cô. Chỉ một lời ngắn ngủi thôi: Đức Chúa Trời ơi, xin tha lỗi cho con vì con không có tin nhận Chúa Giêsu làm cứu cho đời sống mình, và bây giờ con xin tin nhận Chúa Giêsu làm cứu cho đời sống con. Đó là dấu hiệu. Thánh Linh sẽ ấn chứng trong lòng chúng ta cho đến ngày cứu chuộc. Cho nên khi một người đã tin Chúa thật, Thánh Linh của Chúa sẽ ấn chứng trong lòng người đó. Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy, ma quỷ cũng nhìn thấy cái dấu hiệu đó và nó sợ hãi. Cho nên tại nơi đây chúng ta thấy là những người này Chúa nói sao? Ta không biết. Quả thật ta nói cùng ngươi, ta không biết ngươi. Chúa ơi, ngài biết con không? Chúa ơi, con nè. Chúa kêu thiên sứ đâu, coi trong cái sách sự sống coi. Dò tên, không có. Không biết ai trong chúng ta đã từng coi cái phim Bị Bỏ Lại không? Đó là sự nhắc nhở. Có những người giữ lễ nhưng mà họ không có giữ Chúa. Có những người đi lễ, làm tất cả các thủ tục nhưng họ không có sự bền đổ ở trong đức tin. Chúa nói là nếu ai đó lui đi trong đức tin thì linh hồn sẽ bị hư mất. Nên xin Chúa Ngài ban ơn để đồ tôn bà chị em là những người có dấu hiệu của Chúa. Hãy chắc chắn một điều rằng dấu hiệu đó đang ở trong lòng của tôi và bà chị em. Chúa sẽ nhìn thấy cái dấu hiệu đó và Ngài sẽ đón tiếp chúng ta vào trong tiệc cưới. Và cái kết thúc của phần Kinh Thánh này như sau. Tôi xin đọc lại câu 12. Nhưng người đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.
Và Chúa kết luận là gì? Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Thương bà chị em, tiệc cưới là ngày vui, tiệc cưới cũng là kết thúc của một đời sống cô độc để bước vào trong mối quan hệ vui mừng. Tiệc cưới cũng là ngày vui mà cả gia tộc đều muốn chúc mừng. Tiệc cưới cũng là khởi đầu của một gia đình mới. Và Chúa Giê-xu nói, ta đi, ta sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Những cái gì mà chúng ta có được ở trên trần gian này chỉ là tạm thời, và những cái gì có được ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời mới là đời đời. Sứ đồ Phaolô nói rằng những điều mà chúng ta chịu đựng bây giờ nó không đáng so sánh với sự vinh hiển hậu đến. Vậy thương bà chị em, nếu chúng ta tin Chúa, nếu chúng ta nói rằng con tin Chúa, thì chúng ta yêu Chúa. Và nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta cũng yêu như gì Chúa yêu. Và chúng ta yêu Chúa thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa quang lâm, và Ngài có thể trở lại bất cứ lúc nào. Thông điệp của phần kinh thánh này đó là hãy tỉnh thức, sẵn sàng đón Chúa. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em và tôi, để tôi và chị em luôn luôn sẵn sàng tỉnh thức với Chúa của mình. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bà chị em đã lắng nghe. Hallelujah. Chúng ta sẽ cùng hát với nhau lại bài hát Chúa Ngài trở lại của chúng ta. Hallelujah. Ngài là vua chí cao, Ngài sẽ trở lại. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Tôi muốn ngay bây giờ chúng ta có thể tái lập lại mối tương giao giữa chúng ta với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, để chúng con trở lại trong mối tương giao ngọt ngào với Ngài. Chúa, những ngày qua chúng con đã có quá nhiều điều để lôi kéo chúng con, để chúng con đam mê nó hơn là chính Ngài, khiến cho đời sống chúng con thiếu sự tỉnh thức, thiếu sự chuẩn bị. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Thánh Linh ơi, chính Ngài làm cho ngọn đèn này được cháy trở lại, Chúa ơi. Làm cho tấm lòng của chúng con được sốt sắng trở lại trong nhà của Chúa, để rồi chúng con khá sửa soạn gặp Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào mà Ngài gọi chúng con. Con cảm ơn Ngài. Xin Ngài tiếp tục đổ dầu của Ngài trong chúng con. Xin cho chúng con ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Chúng con khao khát những điều ở trên cao hơn là những điều ở dưới thấp này. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Cha. Chúng con dâng sự vinh hiển thuộc về Cha. Chúng con dâng tất cả chúng con, và đặc biệt con cầu thay cho những anh chị em con đã từng mở lòng ra tiếp nhận Chúa. Hỡi Chúa, xin thắp lại ngọn đèn ở trong lòng của họ bằng dầu Thánh Linh của Ngài, để tất cả được chiếu sáng. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện chung để kết thúc buổi nhóm hôm nay. Lạy Cha của con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho tất cả quý ông bà chị em, mọi người trong chúng ta. Chúc một ngày mới phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Amen.